Khách hàng có thể đặt cọc xe VF6 tại tất cả showroom và nhà phân phối VinFast trên toàn quốc hoặc qua website https://iesavi.vinfastauto.com/. Chương trình trưng bày và lái thử xe VF6 sẽ khởi động từ ngày 20 tháng 10 tại Hà Nội và 21/10 tại TP, Hồ Chí Minh. Mức tiền cọc là 30 triệu đồng xe và sẽ không được hoàn lại nếu khách hàng không mua xe. VF6 là mẫu ô tô điện chiến lược thứ 5 trong hệ sinh thái di chuyển thuần điện của VinFast tại Việt Nam, với hai phiên bản Bay và Plus. Bản Bay có giá 675 triệu đồng, chưa bao gồm pin, và 765 triệu đồng, đã bao gồm pin. Bản Plus có giá 765 triệu đồng, chưa bao gồm pin, và 855 triệu đồng, đã bao gồm pin. Mức giá sẽ còn tốt hơn tới 20 triệu đồng xe nếu khách hàng đặt cọc trong thời gian vàng dành cho người tiên phong từ ngày 20 tháng 10 tới hết ngày 30 tháng 10 năm 2023, đồng thời hoàn tất thủ tục mua xe đúng tên chính chủ trong vòng 3 tháng kể từ ngày VinFast bắt đầu bàn giao VF6. Trường hợp đổi tên khi mua xe, khách hàng sẽ không được hưởng ưu đãi này. Nếu khách hàng thuê pin thì chỉ cần trả 1,8 triệu đồng một tháng nếu đi dưới 3.000 km một tháng, nếu đi trên 3.000 km một tháng. Không hạn chế số cây em, thì giá thuê pin là 3 triệu đồng một tháng. Điều này giúp giảm chi phí năng lượng trên mỗi cây em so với các xe xăng. Bên cạnh ưu đãi từ VinFast dành cho khách hàng đặt cọc sớm, người mua VF6 sẽ được hưởng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ dành cho ô tô điện, giúp giá lăn bánh chỉ tương đương với giá bán của xe. Dự kiến, VF6 sẽ bắt đầu được bàn giao đến khách hàng từ cuối năm 2023. VinFast VF6 mang đậm triết lý thiết kế cặp đối lập tự nhiên chắp bút bởi Torino Design, một trong những studio thiết kế hàng đầu thế giới. Mẫu xe này tỏa sáng với giải màu ngoại thất và nội thất đa dạng, gồm 5 màu ngoại thất và 2 màu nội thất. Đặc trưng của VF6 là giải đèn LED hình cánh chim, nẹp chrome phóng khoáng chạy dọc suốt thân xe và la răng hợp kim 19 inch lớn nhất trong phân khúc B và C.